Hello mấy chị đẹp, cả nhà ơi, hôm nay là em sẽ lên cho mọi người xem những cái mẫu xi măng có sẵn tại tiệm em mà đi 58 mọi người nha. Rồi hiện tại thì bên em đã ngưng nhận những cái đơn ở miền Bắc với lại miền Trung rồi mọi người. Em chỉ nhận đơn ở miền Nam thôi và em cũng chỉ nhận những cái mẫu mà có sẵn đi cho mọi người ha. Đầu tiên giới thiệu cho mọi người sẽ là một cái mã chiếc lá mọi người xem nha. Đây, xuất sắc cho em chưa nè. Đó, tiếp theo là cái mẫu cánh quạt trạng máy hoa thị mọi người. Chị nào khóa sáng sáng nha, chốt liền cho em mẫu này. Đây là bản vuông 4 ly khóa lưỡi gà mọi người nha. Rồi em có thêm cho mấy chị một cái mẫu hình thoi. Đây, cưng cho mấy chị yêu ơi, xuất sắc nha mọi người. Bản này bản vuông 4 ly cho mọi người ha, dễ mang lắm. Rồi chị nào mà khoái và mà mẫu kim cương sáng sáng không, chốt lên liền cho em nha. Đây là kim cương mấy chị yêu ha. Ngoài ra thì em còn có cho mấy cục vàng mình là cái mẫu sắn ốc bản 7 ly nè. Rồi đây là cái mẫu này bản 7 ly, chị xem nha. Đó, 7 ly giùm em. Tiếp tục là mẫu cánh quạt này 5 ly mọi người nha. Đây, cánh quạt giùm em 5 ly mọi người ha. Chị nào mà khoái cái dạng đơn giản hơn, chốt cho em liền cái bộ vuông trơn này mọi người. Đây, bộ này bộ vuông trơn mọi người ơi. Đó. Rồi bà nào khoái mang cái vòng nông không, chốt cho em mã này là mã channel vòng nông mọi người nha. Rồi em đang lên thùng này là thùng xi măng đi 58 và nhà em đang có sẵn mọi người ha. Chị đẹp nào đúng đi đúng sai mình chốt liền giùm em, đừng có chần chừ nha mấy chị. Rồi đây là cái mẫu kim cương nhuyễn nè mấy chị. Đây 58 kim cương nhuyễn mọi người ha. Bản này là bản vuông bản này là bản vuông 2 ly kim cương mọi người, vòng nông mọi người nha. Đó mấy chị ơi, em có thêm mẫu tài lộc nè mấy chị. Tài lộc thỏi vàng cả nhà mấy em rất là nhiều luôn nè. Đây cũng có đi 58 mọi người xem nha. Đó 58 cho em mấy chị ha. Rồi mấy chị yêu ơi, chị đẹp nào mà đang sẵn đi 58 nha, lên đầu trang nó có số em nhắn tin cho em liền luôn ha.